Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh đã tiến đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và gây mưa cho các tỉnh nơi đây. Lượng mưa đã xuất hiện tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn và đang lan dần xuống các tỉnh phía Nam. Nền nhiệt độ sáng nay bắt đầu có dấu hiệu ngừng tăng và có xu hướng giảm dần trong ngày. Ngày hôm qua, các tỉnh ven biển miền Trung có kiểu thời tiết khá khô giáo, trời ít mưa, ngày nắng và nền nhiệt tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh phía Bắc đạt khoảng 27 cho đến 29 độ và tại các tỉnh phía Nam ở ngưỡng 28 đến 30 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục sở hữu trạng thái thời tiết nắng giáo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên đạt mức 29 đến 31 độ và tại Nam Bộ đạt 31 đến 33 độ. Một vài điểm ở khu vực này đã lên đến 34 độ như Tây Ninh, Đồng Phú, Bình Phước. Trong 24 giờ tới, do nằm trọn không không khí lạnh ổn định và có phần lệch đông nên các tỉnh Bắc Bộ vẫn giữ trạng thái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù diện dài rác. Từ ngày 13, khi khối khí này suy yếu, thì nền nhiệt trong khu vực tăng dần trở lại. Mặc dù thời điểm sáng sớm vẫn hiện hữu màn sương mù mỏng, một vài nơi thuộc khu vực vùng núi còn xuất hiện mưa nhỏ, song ban ngày trời hừng nắng nhẹ khiến thời tiết khô giáo và ấm áp hơn. Nền nhiệt độ cao nhất khu vực có thể lên tới ngưỡng 22 đến 24 độ, riêng các tỉnh khu vực Tây Bắc có thể lên tới 24 đến 26 độ. Đi lui xuống giải đất miền Trung, ta sẽ thấy mưa rông có khả năng bắt đầu xuất hiện tập trung tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Nguyên nhân của đợt mưa lần này chính là do nhiễu động sóng đông trên cao. Do vậy, lượng mưa trước xuống nơi đây có thể đạt đến lượng mưa vừa, mưa to, đặc biệt là các tỉnh Trung Trung Bộ, nên nhiệt độ có xu hướng giảm từ 1 cho đến 2 độ. Vào các thời điểm đêm và sáng, trời sẽ chuyển rét ở các tỉnh phía Bắc và lạnh ở các tỉnh phía Nam. Trong khi đó thì tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng, có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Tuy nhiên, ở thành phố Hồ Chí Minh lại bước vào thời kỳ chiều cường mới với đỉnh chiều ở mức cao nên rất có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhất là vào giờ cao điểm. Bản tin thời tiết trưa nay xin được tiếp nối với những thông tin chi tiết cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày 12 trời nhiều mây, có mưa nhỏ dài sát, tập trung chủ yếu ở Đông Nam khu vực, nhiệt độ giảm yếu trời rét. Sang ngày 13 và ngày 14 phổ biến ít mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng nhẹ, biên nội nhiệt ngày đêm giao động từ 18 đến 24 độ. Riêng khu vực Lai Châu Điện Biên nền nhiệt luôn cao hơn khoảng 2 đến 3 độ khu vực phía đông bắc bộ ngày 12 trời nhiều mây xuất hiện mưa nhỏ kèm theo sương mù nên nhiệt độ giảm nhẹ với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 15 cho đến 17 độ vùng núi có nơi thấp hơn còn nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 20 độ ngày 13 và ngày 14 mưa ít có khả năng xảy ra nhưng sương mù vẫn còn xuất hiện nhiều ở các tỉnh ven biển và vùng núi cao nền nhiệt nhích nhẹ dần lên với nhiệt độ ban ngày có thể tăng lên đến ngưỡng 23 độ Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, hai ngày tới trời duy trì nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa và rông, tập trung chủ yếu ở phần phía Nam, trời rét về đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc và trời lạnh ở các tỉnh phía Nam. Ngày 14, mưa giảm nên nhiệt độ tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận ngày 12 và ngày 13 trời chuyển nhiều mây. ở phần phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, có nơi còn đạt đến lượng mưa vừa. phía Nam vẫn ít mưa, ngày có nắng. Sang ngày 14 mưa giảm, ngày có nắng, nền nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 28 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên thời kỳ tới các tỉnh khu vực vẫn duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong ngưỡng 28 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới mưa chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi với lượng ít, ngày xuất hiện nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến vào khoảng 31 đến 33 độ. Khu vực Biển Đông ngày 11 gió Đông Bắc sẽ bao phủ toàn bộ khu vực Biển Đông với mức độ cấp 4, cấp 5 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Còn vùng biển phía Bắc Biển Đông vẫn duy trì gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật trên cấp 8, cấp 9 Biển Động. Các tàu thuyền hết sức lưu ý không nên ra khơi. Sau đó, vùng biển Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ chuyển dần sang gió Đông Bắc đến Đông giảm xuống cấp 5 có lúc cấp 6. Còn giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa vẫn có gió Đông mạnh cấp 4 cấp 5 Tuy nhiên mưa rào và rông sẽ xảy ra dưới diện giải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km thưa quý vị như vậy là trong 3 ngày tới thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ phổ biến nhiều mây đêm và sáng có khả năng xuất hiện mưa nhỏ và sương mù giải rác đặc biệt là các tỉnh vùng núi nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trong ngày 13 ngày 14 các tỉnh miền Trung cũng sẽ có mưa trong thời kỳ này đặc biệt trong hai ngày tới có thể xảy ra mưa vừa mưa to tại các tỉnh trung Trung Bộ Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn rất thuận lợi, trời vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng. Tuy nhiên, khu vực thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng với tình trạng ngập úng tại vùng trũng trong giờ cao điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết trưa nay. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!